Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự buổi 19 giờ 45 phút thứ năm ngày 22 tháng 2 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Chương trình thời sự tối nay có những nội dung chính sau đây. Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì buổi làm việc giữa Thường trực Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Thành ủy Phan Rang Tháp Chàm. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Thanh yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Phan Rang Tháp Chàm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của toàn đảng bộ và tầng lớp nhân dân, đề ra các giải pháp khắc phục hạn chế, khó khăn để khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế của địa phương. Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm việc với Ban Dân vận Tỉnh ủy về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm việc với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh. Ninh Phước sẵn sàng cho lễ giao nhận quân năm 2024 và một số thông tin đáng chú ý khác. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc bằng hình thức trực tuyến với Ban Thường vụ Thành ủy Phan Rang Tháp Chàm về kết quả lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng trên địa bàn thành phố năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc. Tham dự tại điểm cầu Tỉnh ủy có đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành của tỉnh. Dự tại điểm cầu Thành ủy Phan Rang Tháp Chàm có đồng chí Châu Thị Thanh Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phan Rang Tháp Chàm. Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023, Thành ủy Phan Rang Tháp Chàm đã chỉ đạo thực hiện đạt và vượt kế hoạch 15 trên 16 chỉ tiêu nghị quyết đề ra, nổi bật là đã thực hiện hiệu quả cơ chế chính sách đặc thù, huy động sử dụng các nguồn lực nâng cao chất lượng tiêu chí đô thị, xây dựng phát triển Phan Rang Tháp Chàm trở thành đô thị thông minh, từng bước khai thác, phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương. Lĩnh vực văn hóa xã hội, giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, v.v. có nhiều tiến bộ. Đời sống của nhân dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm nhanh, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực được tăng cường. Công tác vận động quần chúng và hoạt động của mặt trận đoàn thể tiếp tục chuyển biến tích cực. Năm 2024, thành phố Phan Rang Tháp Chàm tiếp tục xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị thực sự trong sạch vững mạnh, hoàn thiện nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị loại 2, thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đột phá phát triển thương mại dịch vụ. Trong đó trọng tâm là phát triển đô thị du lịch, thu hút đầu tư, ưu tiên đối với các dự án sử dụng công nghệ tiên tiến, sạch và thân thiện môi trường, tập trung các giải pháp khai thác tốt các tiềm năng lợi thế để phát triển kinh tế xã hội. Triển khai thực hiện nghiêm hiệu quả nghị quyết số 25 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế đô thị, xây dựng Phan Rang Tháp Chàm thành thành phố thông minh, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, chuẩn bị nhân sự tiến tới đại hội Đảng các cấp. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng bộ thành phố Phan Rang Tháp Chàm trong thời gian qua, nhất là thành phố đã huy động các nguồn lực triển khai chương trình phát triển đô thị, hạ tầng đô thị được cải thiện, diện mạo đô thị ngày càng khang trang sạch đẹp. Thôi cái việc mà ta đề ra chỉ tiêu, ta vượt được hầu hết các chỉ tiêu thì đấy là cái nỗ lực. Mà nhìn trên tổng thể 3 năm coi lại cái thông báo trước đây thường vụ thường trực làm việc với thường vụ thành ủy thì thấy rằng là các chí đã có nỗ lực cao hơn, có quyết tâm cao hơn, có cách làm mới hơn, đáng ghi nhận. Đó là kinh tế tiếp tục duy trì phát triển, có nhiều mặt tăng trưởng khác. Cái tiềm năng lợi thế địa phương đó thì các chí đã khai thác và phát huy tốt hơn. Nhưng mà cái tiềm năng về đất đai, mình thu cái nguồn lực đất đai là có, đúng không? Nên mình có thêm nguồn để mình đầu tư. Cái cơ chế đặc thù thành phố thì các anh chí là mặc dù có những cái vướng mắc nhất định nhưng mà các anh chí tập trung tổ chức triển khai tương đối tốt, tranh thủ được. Cho nên là hạ tầng đô thị cải thiện đáng kể, đặc biệt là diện mạo đô thị thì đến nay có thể nói là khởi sắc, khang trang, được nhân dân rồi là du khách rồi bên ngoài ta vào ta đánh giá rất là cao. Nên có thể nói là như dịp Tết vừa rồi ta đi, mình cũng rất là nỗ lực cố gắng và cũng là trang diễn bộ mặt rất là thân thiện, đẹp, văn minh.
Đấy là những cái mà rất đáng biểu dương. Nhấn mạnh nhiệm vụ năm 2024 hết sức nặng nề là năm tăng tốc để hoàn thành các mục tiêu kế hoạch của cả nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Phan Rang Tháp Chàm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của toàn đảng bộ và tầng lớp nhân dân, đề ra các giải pháp khắc phục hạn chế, khó khăn để khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế, huy động sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, tập trung đẩy nhanh tốc độ phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đặc biệt là chú trọng đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, thực hiện hiệu quả nghị quyết số 25 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế đô thị, xây dựng Phan Rang Tháp Chàm thành thành phố thông minh, xem đây là yếu tố cốt lõi để tạo động lực để thành phố phát triển. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Thành ủy Phan Rang Tháp Chàm chủ động đề xuất các cơ chế chính sách để triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế đặc thù mà tỉnh đã có chủ trương phân cấp cho thành phố. Phan Rang mà mạnh thì tỉnh mạnh. Chắc chắn như Phan Rang mà phát triển mạnh thì tỉnh phát triển mạnh. Bởi vì cơ cấu của tỉnh là như thế. Thế thì các cái cần cơ chế chính sách gì mà hợp lý, đúng theo quy định pháp luật thì thường vụ, thường trực sẵn sàng có chỉ đạo. Và các cấp các ngành thì sẽ hỗ trợ. Phan Rang thu mạnh mà. Thế nên bây giờ là phải có một cách nào đó để thu mạnh hơn nữa. Và muốn vậy thì phải để cho Phan Rang chủ động hơn. Mà Phan Rang sử dụng cái này theo quy định pháp luật thì ta được gì? Được hạ tầng, được thêm cơ sở vật chất. Thì như vậy tỉnh được chứ. Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị thành phố Phan Rang Tháp Chàm cần có giải pháp hiệu quả để nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, tích cực triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế đô thị, thương mại, du lịch, dịch vụ, công nghiệp xây dựng gắn với chỉnh trang phát triển khu đô thị. Coi cái đô thị, nhắc đi nhắc lại, đô thị như là một trọng tâm phát triển mang tính đột phá kinh tế đô thị. Cho nên tất cả những cái gì mà các cái dự án đô thị, tất cả gì liên quan đến các dự án dân cư đến việc sắp xếp để mà phát triển các ngành nghề du lịch thương mại nó đi kèm theo đó thì ta tập trung ta làm cái phân cấp cho mình rồi cái của tỉnh làm hai cái này kết hợp quyết liệt mà gỡ những cái đó gắn với nó là gì là chuẩn bị các điều kiện và cách làm để mà thu hút tôi thấy rằng là cái việc cam chí quyết tâm phấn đấu là nên là cuối nhiệm kỳ này kết thúc ta làm xong đô thị rồi ha. Và đồng thời nó triển khai sớm cái đô thị loại 1. Về công tác xây dựng đảng, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Thành ủy Phan Rang Tháp Chàm đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, tạo sự đoàn kết, thống nhất, thông suốt, trách nhiệm, quyết tâm cao trong toàn đảng bộ và tầng lớp nhân dân, tập trung chỉ đạo xây dựng phương án hợp nhất các phường theo quy định, trong đó phải hết sức quan tâm thực hiện tốt công tác tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, quản lý, sử dụng tài sản, cơ sở vật chất, đảm bảo hợp lý, hiệu quả, đúng quy định. Chủ động, chuẩn bị đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, nhất là công tác chuẩn bị văn kiện và công tác nhân sự. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của đảng, nhất là kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Quan tâm tạo điều kiện, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, tăng cường công tác dân vận, phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024. Chiều nay, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Ban dân vận Tỉnh ủy về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Châm Ma Lê Thị Thủy, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận những kết quả mà Ban dân vận Tỉnh ủy đạt được trong thời gian qua. Nổi bật là nội dung, phương thức lãnh đạo của đảng đối với công tác vận động nhân dân được đổi mới, bám sát yêu cầu thực tế của địa phương. Nhận thức của cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về vai trò vị trí công tác dân vận có những chuyển biến tích cực. Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đề nghị Ban dân vận Tỉnh ủy tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, nghiên cứu để có những định hướng, những nhiệm vụ trọng tâm. Chọn khâu khó, tham mưu, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh chỉ đạo triển khai thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.
đồng chí Phạm Văn Hậu cũng đề nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy cần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả các chương trình phối hợp, đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình dân vận khéo trong phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận cùng đồng bào dân tộc miền núi, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận các cấp ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác dân vận trong tình hình mới. Chiều nay, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã có buổi làm việc với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh. Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Huyền, Trịnh Minh Hoàng. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh là cơ quan tham mưu tổng hợp cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm vụ được giao rất nặng nề. Vì vậy, trung tâm cần quán triệt phương châm chuyên nghiệp, đồng hành hiệu quả, phải luôn đổi mới tư duy, năng động sáng tạo trong công việc, đặc biệt phải thông thạo quy định pháp luật trên các lĩnh vực để tham mưu có hiệu quả cho Ủy ban Nhân dân tỉnh. Bên cạnh đó, trung tâm cần tăng cường học tập kinh nghiệm, thể hiện văn hóa khi tiếp xúc với doanh nghiệp, nhà đầu tư, chủ động phối hợp với các sở ngành địa phương trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị các sở ngành liên quan hỗ trợ trung tâm hoàn thiện đề án vị trí việc làm và quy chế phối hợp hoạt động để trình Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành đảm bảo đúng quy định, làm cơ sở để triển khai thực hiện. Trước mắt, văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với trung tâm thống nhất sơ bộ công tác phối hợp với các sở ngành liên quan và rà soát các nhiệm vụ cấp bách ưu tiên để tổ chức thực hiện hiệu quả. Chiều nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bác Ái tổ chức lễ bàn giao bò giống cho các hộ nghèo xã Phước Bình. Tham dự buổi lễ có đồng chí Lê Văn Bình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tại buổi lễ, 10 hộ gia đình nghèo của xã Phước Bình được hỗ trợ 10 con bò giống sinh sản, mỗi con trị giá 15 triệu đồng. Đây là 10 trong số 30 con bò giống được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng vận động trao tặng cho bà con nghèo ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Ninh Thuận. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đề nghị thời gian tới, cấp ủy chính quyền, mặt trận địa phương tiếp tục quan tâm, theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ bà con để bò phát triển tốt. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cũng đề nghị bà con được nhận bò, chịu thương chịu khó, xem đây như một tài sản quý giá, một sinh kế bền vững giúp bà con vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Sáng nay, đồng chí Trần Minh Lực, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã làm việc với Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Ninh Sơn về hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Minh Lực, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, năm 2024 là năm tăng tốc, do vậy Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Ninh Sơn cần đẩy mạnh việc kiểm tra, giám sát, thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội trong năm 2024, chủ động rà soát các quy chế hoạt động, quy chế phối hợp giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân với Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, tăng cường tổ chức các phiên giải trình về những vấn đề mà cử tri quan tâm kiến nghị, thường xuyên tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề, đẩy mạnh việc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin. Đồng chí Trần Minh Lực cũng đề nghị địa phương quan tâm đôn đốc rà soát lại các quy hoạch sử dụng đất, chú trọng công tác phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan trong việc giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án trọng điểm. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp triển khai thực hiện Nghị định số 12 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 44 về giá đất và Nghị định số 10 về sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành luật đất đai. Đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho rằng, việc Chính phủ ban hành Nghị định số 12 năm 2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 44 quy định về giá đất là rất cần thiết và kịp thời. Đây sẽ là điều kiện để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác xác định giá đất nhằm khơi thông nguồn lực đất đai, phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Để việc triển khai thực hiện Nghị định 12 của Chính phủ hiệu quả, đồng chí Lê Huyền đề nghị Sở Tài chính khẩn trương tham mưu ban hành quy chế và thành lập hội đồng thẩm định giá đất, nghiên cứu dự trù nguồn kinh phí thuê chuyên gia, các tổ công tác liên ngành, Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn thiện để sớm tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh sớm ban hành giá đất ngay từ đầu năm, nâng cao năng lực cho cán bộ công chức Trung tâm Phát triển Quỹ đất để chủ động thực hiện các dự án liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đồng chí Lê Huyền cũng đề nghị Sở Xây dựng tập trung hoàn thiện thông tin trên sàn giao dịch bất động sản,
các địa phương khẩn trương thành lập hội đồng thẩm định giá đất cấp huyện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, tiếp tục tổng hợp bằng văn bản, gửi về các sở ngành liên quan tháo gỡ kịp thời. Cũng trong sáng nay, đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kế hoạch thu tiền sử dụng đất thuộc ngân sách tỉnh năm 2024. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, việc thu tiền sử dụng đất thuộc ngân sách tỉnh năm 2024 là nhiệm vụ trọng tâm được Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu năm. Do vậy, cần phải xây dựng kế hoạch và triển khai một cách chặt chẽ, chi tiết và hiệu quả. Đồng chí Lê Huyền đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường sớm hoàn thiện kế hoạch thu tiền sử dụng đất thuộc ngân sách tỉnh năm 2024, trong đó cần lưu ý xây dựng các bản danh mục dự án một cách khoa học và xác định các danh mục dự án thuộc thẩm quyền của các địa phương. Các sở ngành liên quan phối hợp tổ chức thẩm định giá đất cụ thể, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định giá khởi điểm để tổ chức đấu giá đất, kêu gọi thu hút đầu tư, tăng cường công tác quản lý quy hoạch, xây dựng các biện pháp thu đúng đủ tiền sử dụng đất. Ủy ban Nhân dân các huyện thành phố khẩn trương xây dựng, ban hành kế hoạch thu tiền sử dụng đất của ngân sách huyện thành phố năm 2024 để triển khai thực hiện sớm nhằm đảm bảo mục tiêu đề ra. Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Sáng nay, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030 năm 2024. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đến dự và chỉ đạo hội nghị. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đề nghị các bộ ngành địa phương phải xem việc triển khai thực hiện đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030 là nhiệm vụ chính trị. Bởi đây là đề án đảm bảo an sinh về nhà ở cho người dân. Các địa phương phải chủ động tháo gỡ vướng mắc trên cơ sở áp dụng luật đất đai mới được thông qua. Xây dựng chương trình kế hoạch phát triển nhà ở xã hội phù hợp với chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phó Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị việc xây dựng nhà ở xã hội phải đồng bộ về hạ tầng, có tính kết nối, tạo thuận lợi cho người dân đến ở. Các địa phương phải công khai, giới thiệu quỹ đất, chính sách ưu đãi để kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư nhà ở xã hội. Thưa quý vị và các bạn, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và sự phối hợp chặt chẽ giữa địa phương và các ngành liên quan trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, nên đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho ngày giao nhận quân năm 2024 đã cơ bản hoàn tất. Thanh niên các địa phương trong tỉnh an tâm tư tưởng, sẵn sàng lên đường bảo vệ Tổ quốc. Phóng sự thực hiện tại huyện Ninh Phước. Đang có công việc ổn định tại thành phố Hồ Chí Minh, nhưng với mong muốn được học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội, anh Bá Ngọc Trường là thanh niên đầu tiên ở xã Phước Thái, huyện Ninh Phước, viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Anh Trường xem đây là trải nghiệm quý giá để bản thân rèn luyện trưởng thành. Em là người đầu tiên viết đơn tình nguyện đi nghĩa vụ quân sự. Em đã may mắn trúng tuyển. Bước vào quân đội, em sẽ cố gắng phấn đấu, rèn luyện tốt để bảo vệ Tổ quốc. Trong tổng số 24 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự của xã Phước Thái, có hơn 50% thanh niên dân tộc Chăm. Để chuẩn bị tốt cho ngày giao nhận quân, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã Phước Thái đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình có thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các thanh niên và gia đình, kịp thời hỗ trợ, động viên thanh niên yên tâm lên đường nhập ngũ. Hôm nay được địa phương gặp mặt cho các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ, em chỉ cố gắng quyết tâm hoàn thành tốt công việc của mình, trách nhiệm của mình, một người công dân để phục vụ đất nước. Xã cũng phân công các thành viên phụ trách là trên địa bàn 7 thôn để gặp mặt các thanh niên cũng như gia đình, để động viên, rồi thăm hỏi, rồi tặng quà cho các thanh niên. Thì đa số là các thanh niên trên địa bàn xã, 24 thanh niên này đều có ý thức là chấp hành tốt luật nghĩa vụ quân sự. Năm nay, huyện Ninh Phước có 267 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, trong đó có 85 thanh niên người dân tộc Chăm. Trong số 267 quân, có 37 quân giao cho công an và 230 quân giao cho các đơn vị quân đội. Để bảo đảm cho lễ giao nhận quân diễn ra trang trọng, ý nghĩa,
đảm bảo số lượng cũng như chất lượng. Ban chỉ huy quân sự huyện Ninh Phước đã phân công cán bộ phối hợp với các ban ngành địa phương chuẩn bị chu đáo các công việc theo đúng hướng dẫn của cấp trên. Đến thời điểm này là 100% thanh niên nhận lệnh và đã có mặt ở tại địa phương. Ban chỉ huy quân sự huyện đã phối hợp với các địa phương làm tốt cái công tác tuyên truyền, cử cán bộ tham gia xuống địa bàn cùng với lực lượng ở địa phương, cùng vận động thanh niên chấp hành tốt cái chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước. Trong cái thời gian này thì phải đảm bảo được cái sức khỏe, đa số là thanh niên là an tâm tư tưởng, sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ngày 25 tháng 2 năm 2024, tỉnh Ninh Thuận sẽ tổ chức lễ giao nhận quân. Đến thời điểm này, huyện Ninh Phước đã hoàn tất các công tác chuẩn bị. Tiếng trống hội tòng quân đang đến rất gần. Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, cùng với sự quan tâm của cấp ủy chính quyền các cấp, tin tưởng rằng các chiến sĩ mới sẽ nhanh chóng hòa nhập với môi trường quân ngũ, tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống cách mạng để hoàn thành nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự buổi 19 giờ 45 phút hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết.